Hello, Việt xin chào quý chị cũng như cô chú. Hôm nay Việt đang ở Hàng Mã. Việt giới thiệu với quý anh chị, quý cô chú những hình ảnh rất là đẹp, rất là lung linh tại phố Hàng Mã. Con phố Hàng Mã thì vào những ngày mà chuẩn bị đón Giáng sinh thì rất là đông. Anh tiểu nhỉ? Trẻ chưa biết chụp hình đâu thì mời các bạn lên phố Hàng Mã nhé. Trên Hàng Mã này rất nhiều đồ đẹp của các bạn. Bye.
cuối tuần thì trên phố Hàng Mã phải thu hút cả triệu các em gái xinh đẹp nha các bạn. Phố Hàng Mã rất chi là hot. Ngoài các bạn trẻ cũng như em gái còn có rất nhiều khách nước ngoài. Khách nước ngoài cũng đến đây tham quan và chụp cho mình những tấm hình. Năm nay Việt thấy trang trí Noel thì là mốt. Mốt kết hợp với những vải quạt và vải lưới làm nên những cái cột rất là điệu và đẹp. Việt thấy ở bên nước ngoài cũng như Việt Nam thì năm nay chọn mẫu thiết kế giữa cành thông và vải lưới đấy, kết hợp những quả bóng rất là đẹp. Chúc cô đặt hàng nha. Năm nay mẫu mới đấy. Không ai con ra sao? Vâng. Kênh của anh là kênh gì anh? Hà Nội Live. Hà Nội Live á? Live. Vâng. Nhà mình nhờ bao nhiêu hàng mã nhỉ? Em ở 58 hàng mã. Cửa hàng ở phố 58 hàng mã nha các bạn. Rất nhiều mẫu mới nhất của năm 2020. Phố Hàng Mã Việt thấy rất là đông vui và tấp nập, chắc Việt phải chia ra làm hai video để giới thiệu với quý vị các bạn. Video đầu tiên thì là một video lượt đi và tí nữa Việt sẽ quay lượt về. Các bạn cũng như quý anh chị cô chú nếu ghé kênh của Hà Nội Live thì hãy tặng cho Hà Nội Live một đăng ký cũng như là một like. Mùa Giáng sinh 2020. Merry Christmas. Chanty. Thì Việt
chúc quý chị cũng như quý cô chú như các bạn tràn đầy niềm vui, tràn đầy sức khỏe và tràn đầy tài lộc. Che hết mặt thế thì sao nhìn thấy gì? Có vlog của chú không ạ? Có, Hà Nội Live. Live à?
Ừ, lái. Cảm ơn quý cô chú, các bạn đã ghé kênh video hàng mã. Việt sẽ còn đi lại tiếp phần 2 để giới thiệu tới quý cô chú, quý anh chị như các bạn. Hẹn các bạn ở phần 2 của video Triệu em gái xinh đẹp đến với phố hàng mã.